Ngày 27 tháng 11, giải xe đạp đường trường nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 2018 chính thức khởi tranh tại đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Giải quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 12 đoàn thể thao trong cả nước tham gia tranh tài 16 bộ huy chương, 8 bộ huy chương nam, 8 bộ huy chương nữ. Đây là môn thể thao thế mạnh của An Giang và được kỳ vọng sẽ đem về ít nhất 6 huy chương vàng. Ở nội dung thi đấu đầu tiên, tính điểm cự ly ngắn nữ 39,6 km, ekip xe đạp An Giang gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Phan Thị Liễu tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã có 3/4 lần rút về nhất, mang về huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp An Giang. Ngoài ra, tay đua Nguyễn Thị Thi cũng đoạt huy chương đồng. Tay đua Bùi Thị Quỳnh Bình Dương đoạt huy chương bạc ở nội dung này. Nếu như ở nội dung tính điểm cự ly ngắn nữ, An Giang tỏ ra quá mạnh, thì ở nội dung tính điểm cự ly ngắn nam 49,5 km là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các đơn vị. Đặc biệt, sau 4 lần rút, tay đua Nguyễn Thành Tâm An Giang chỉ hơn tay đua Lê Nguyệt Minh thành phố Hồ Chí Minh đúng 1 điểm. Vì thế, ai về đích đầu tiên ở vòng đua cuối sẽ là người chiến thắng. Dù đã rất cố gắng, nhưng tay đua Nguyễn Thành Tâm chỉ mang về huy chương bạc cho xe đạp An Giang khi rút thua tay đua Lê Nguyệt Minh thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách rất xích sao. Tay đua Trần Nguyễn Minh Trí Đồng Tháp đoạt huy chương đồng ở nội dung này. Ngày mai 28 tháng 11, giải xe đạp đường trường tiếp tục thi đấu nội dung cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ với cự ly 30 km nữ, 40 km nam. Tay đua Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội được kỳ vọng sẽ đoạt huy chương vàng ở hai nội dung cá nhân và đồng đội.